Xin chào tất cả các bạn. Sau khi khóa học Mockland cơ bản của mình được phát hành thì mình rất là vui khi nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía các bạn học viên. Hôm nay mình gặp lại các bạn trong khóa học mini móc găng tay hở ngón. Dù các bạn đã biết những kỹ thuật Mockland cơ bản hay chưa thì sau khóa học này các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được một đôi găng tay hở ngón rất là xinh xắn. Có thể nói đây là một món quà tuyệt vời cho mùa đông ấm áp này. Các bạn cùng thực hiện với mình nhé.